so unsure. If I take your hand and lead you to the dance floor, and the music dies, something in your eyes comes to my a silver screen, and all is said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it is easy to pretend, I know you're not a fool. Should I know better than a cheated friend? I waste the chill that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Your answer sky, there's no comfort in the truth. Then it's all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should I know better than a cheated friend? I waste the chill that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Oh, put your hands in the air together. Never without you. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this ground. Maybe it's better this way. We hurt each other with the thing we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Please stay. And I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should I know better than a cheated friend? And waste the chill that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Và đó chính là Thái Sơn. Chắc chắn có giấu cái kèn trong cổ họng nè. Không thể nào vậy được luôn. Đây là chuyện không có thật. Bây giờ nè, không có nhạc, Sơn thử làm lại cái đoạn saxophone vừa rồi đi. Ok ạ. Vì là một beatboxer nên là không biết khi mà bạn làm nhạc saxophone bằng miệng thì không biết là nó có quá khó so với bạn hay không. À, lần đầu tiên cho phép em chào tất cả quý vị giám khảo cũng như tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ.
Có một cái khó là cái bài này nếu mà mình hát được cái tông của ca sĩ thì lại không giả được cái tông của kèn. Mà khi mình làm được kèn thì lại không giả được cái tông của ca sĩ, nên khá là khó. Như vậy là chị Linh đã lý giải được cái câu hỏi của chị hồi nãy rồi đó. Đang lúc mà hát á, thì chị Linh quay qua có nói với anh hình như là cái tông bạn ấy hơi thấp. Này, sao nó hát thấp ấy nhở? Thấp quá ấy, cái tông có thấp ấy. Nhưng mà phải thấp như vậy thì bé mới giả được. Bởi vì là như này, rõ ràng là trong cái hóa thân thành nhân vật này là George Michael thì người ta phải nghe em hát. Tất nhiên là em muốn khoe làm cái tài lẻ là em có thể beatbox và có thể thổi kèn bằng cái voice của mình. Nhưng mà nhiều khi cái tham vọng của em thành ra lại làm khó cho chính em luôn. Chị nghĩ rằng em chỉ cần bớt tham đi một chút á. Tham đây là tham theo nghĩa là khen đấy nhá, yêu đấy nhá, chứ chị không có chê. Nhưng mà nếu mà em chỉ cần để cho mình dễ thở hơn ý, thì em chọn cái tông đúng ý, thì chị nghĩ xem nay sẽ có một màn trình diễn rất là hay. Bởi vì đây là một bài hát gọi là bất hủ rồi. Làm gì có ai không thuộc bài này nhỉ? Mà khi mà một cái bài hát bất hủ như thế thì người ta nghe, người ta sẽ rất là rung động nếu mà em hát hay và nó gần với bản chính. Tuy nhiên là tiết mục này vẫn rất đáng khen, bởi vì là em đã thể hiện được rất là nhiều tài năng của mình. Chị nghĩ rằng như thế là cũng đáng ghi điểm. Cho nói tí xíu về bài này thôi. Bởi vì tại sao em lại chọn cái tiếng kèn saxophone này? Ca khúc này thì cái tiếng kèn saxophone ấy là một trong những cái tiếng signature của cái ca khúc này. Và em rất là muốn giả để khi mà vừa cất cái tiếng đấy lên thì tất cả mọi người là ca khúc này. Có vẻ hơi tham nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em tiết mục vừa rồi. Dạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Dạ, hồi nãy hình như anh Nghĩa đang chuẩn bị chia sẻ cái gì đúng không ạ? Đứng về phía anh ủng hộ em nhiều hơn chút xíu. Bởi vì anh nghĩ rằng từ đầu chương trình đến giờ chúng ta vẫn nghe nó là Thái Sơn beatbox, nhưng mà chúng ta chưa biết bạn ấy beatbox như thế nào. Đến bao giờ thì mới có cơ hội để bạn ấy thể hiện được cho mọi người biết rằng vì sao có cái tên là Thái Sơn beatbox ngoài cái tiết mục này. Còn về cái nhân dáng thì thế này, trên gương mặt con ấy cái điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Cái hàng lông mày rất là rậm và cái đôi mắt rực lửa. Trong cái bài diễn vừa rồi của em, thỉnh thoảng anh thấy có một vài tích tắc em đang cúi mặt xuống, em gần như là trợ mắt nhìn lên, thì đó là cái khoảnh khắc mà nó giống, nhưng mà nó hơi ít. Thì nếu như em chỉ cần em bắt được đúng cái điểm đó, hoặc là mình nhờ bộ phận hóa trang make up cho cái đôi mắt của mình nó to hơn so với cái đôi mắt thật của em, thì có lẽ đó là một cái điểm nhấn để người ta nhìn vào, người ta thấy ngay cái thần thái của ông George Michael ngay. Thì đó là cái điều mà anh chia sẻ thêm. Và bây giờ chắc là mời chị Ốc Thanh Vân chia sẻ về cảm nghĩ của mình ạ. Dạ, bây giờ thì em phải xin lỗi chị Mỹ Linh là lần này em phải đứng về phía anh Đại Nghĩa rồi. Em không thể đứng về phía chị được. Cái chuyện mà chị ồ wow khi thấy em beatbox thì là chuyện bình thường, bởi vì khán giả chắc là cũng sẽ như vậy. Nhưng mà cái mà chị nhìn thấy á, đó là chị nghĩ em đã rất là cố gắng để cảm được nhân vật mà em đang thể hiện. Khi mà em bước đi qua những cái sợi dây thừng đó, em lắc đầu á, cái lắc đầu đó nó không chỉ đơn thuần là em nhái theo động tác của một nhân vật, mà là em có cái bên trong, em hiểu được cái đó là cái phong cách của người đó. Cá nhân chị thì chị thấy rằng là ở phần đuôi của bài hát á, cái đoạn giả thanh á, em làm rất tốt luôn. Và mình cảm nhận được có bóng dáng của George Michael trong cái tiết mục này. Và riêng đối với chị thì chị nghĩ rằng đây là một tiết mục thành công của em, bởi vì nó cho mọi người thấy Thái Sơn như thế nào tại gương mặt thân quen thế hệ mới. Một lần nữa cảm ơn Thái Sơn rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người.